nay có một lô F0 nha, full thổ cư, đất của ông anh gỡ bán nha. Gia nay cũng mấy ngày rồi, từng lễ rồi. Một lô F0 4 dài 30, diện tích 4 dài 30, từ góc này đến góc này đó, từ góc này qua góc này là 4, dài dưới là 30, gồm 5 lô, 5 lô F0 ông anh gỡ bán nha. Đó, hướng này đi về 85A, chỉ mất cỡ một cây số rưỡi là đi về 85A. Ở ngoài đó là chung quanh trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, Bách Hóa Xanh, siêu thị máy, còn quay về Cần Giuộc thì mất cỡ 4 cây số. Quay về Cần Giuộc là mất cỡ 4 cây số, tâm siêu thị cấp mát, chợ, ngân hàng rồi quỹ quỹ rồi đó. Còn đi về ngã tư đôi là quay phải mất cỡ 4 cây số nữa là đi về ngã tư đôi đó. Còn đi ra tới ngay chỗ chiếc xe mà cái nhà lầu cao cao đó là ra ngoài 85B, ra ngoài cộng đồng Mỹ Lộc Phú Khẩu đó, ra ngoài đó là cộng đồng Mỹ Lộc Phú Khẩu. Rồi về Long Thượng thì mất cỡ chợ Long Thượng thì mất cỡ một cây số. Còn đi về công ty xí nghiệp hàng xưởng của công ty Vũ Lô và công ty Tăng Kim với đất mình, ông anh mình cứ bán với giá là 1,2 tỷ mặt tiền nhựa 4 ngang 4 dài 30, mặt tiền đường nhựa luôn đó, ngang 4 dài 30 với giá 1,2 tỷ full thổ cư, sổ sách sẵn công chứng trong ngày luôn nha anh chị cô chú. Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh mắc cỡ đây về thành phố Hồ Chí Minh mắc cỡ 5 cái số nữa là đi về thành phố Hồ Chí Minh. Ở xung quanh đây nhà cửa sang sát đó, vườn lan rồi đó, nhà cửa sang sát nha anh chị cô chú. Video mình xin kính chào toàn thể mọi người trên kênh YouTube Món Ăn Nhà Quê, lời chúc chân thành và niềm vui trong cuộc sống nhà mọi người, ai có kinh doanh bất